vào khoảng 1 giờ sáng ngày 23 tháng 5 trên quốc lộ 13, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải, khiến một chiếc xe chở rau lật chắn ngang đường. Hai người mắc kẹt trong xe đập cửa kêu cứu. Theo những nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời gian trên, xe tải chở rau mang biển kiểm soát 93H6485 do tài xế là Phan Văn Tường, quê ở Bình Định, điều khiển xe chở rau theo hướng từ cầu vượt Bình Phước về thành phố Thủ Dầu Một. Khi xe lưu thông đến địa điểm trên, thì bất ngờ bị xe tải mang biển kiểm soát 81C09097 do tài xế tên là Vũ Đình Long có dấu hiệu xe xỉn điều khiển cùng chiều chạy phía sau tông mạnh vào phần đuôi. Cú tông mạnh khiến xe tải của anh Tường lật ngang giữa đường. Xe tải của anh Long không chịu dừng lại ở đó mà tiếp tục lao về phía trước khoảng 15m rồi xe mới chịu dừng lại. Anh Tường và một người phụ nữ ngồi trong xe đập cửa cầu cứu. Người dân đi ngang qua chứng kiến đã nhanh chóng phá kính trước đầu xe đưa hai nạn nhân ra ngoài. Người phụ nữ bị gãy chân, còn anh Tường chỉ bị xây sát nhẹ vùng mặt. Anh Long may mắn thoát chết trong gang tấc.